Xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Và hôm nay Huyền Kim xin lên sóng review một mẫu xe tuyệt đẹp luôn. Mặc dù là chiếc xe này thì sản xuất 2011 và đăng ký 2012, nhưng Huyền Kim cam kết rằng khó có thể tìm được một chiếc xe thứ hai đẹp như thế này, đúng đậm chất của bền tại người. Và với chiếc Kia Sportage sản xuất 2011, đăng ký 2012, xe nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động 2.0, 5 chỗ ngồi. Chiếc xe này chính chủ một chủ từ đầu, sơn zin khoảng tầm 90-95%. Và hiện tại chiếc xe này đang order 70.000 km. Và xe đang được chào bán tại showroom Luxury Car Hải Dương, công ty duy nhất của Hiền Kim có địa chỉ tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Và bây giờ Hiền Kim kính mời toàn thể quý anh chị và các bạn cùng Hiền Kim đón xem chi tiết chiếc Kia Sportage, nó đẹp như thế nào, chất lượng xe tư thế nào so với cùng đời của nó. Về phần thiết kế ở phía ngoài thì chúng ta không phải bàn cãi nữa rồi ạ. Vẫn có hệ thống đèn vi xenon này, mặt nạ chrome ở phía trước rất là đẹp. Nhưng mình Kim chỉ muốn nói về cái chiếc xe này, bởi vì dù đời 2011 nhưng chủ xe đi dữ và đẹp quá. Sơn của nó hầu như là sơn zin các bác nhá. Sơn zin toàn xe luôn đấy ạ. Xước sát một vài chỗ theo thời gian thôi. Đẹp từ trong ra ngoài. Nên Kim sẽ quay qua cái phần nội thất. Thậm chí cái la răng của năm 2011 đến bây giờ mà bác chủ đi các bác này, tất cả la răng còn những cái vết xước nhỏ là không có luôn đấy. Xước sát nhỏ thôi. Về phần nội thất thì xe Kia Sportage này rất là hiện đại. Có đề nổ thông minh này, có đổ đèo ngang dốc này, có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, có cân bằng điện tử và có sấy sưởi ghế, có chế độ số thể thao. Ghế chỉnh điện đầy đủ từ bên cánh cửa lái đây ạ. Các bác có thể nhìn thấy từng chi tiết của xe nhé. Cái chỗ ốp này là người ta dán, mình có thể bóc ra các bác nhé. Bóc ra thì nó rất là mới. Từ cái bậc cửa hôm qua có giá cái ốp vàng như thế này, Hiền Kim có móc ra rồi và tí vệ sinh qua. Đấy, nhìn cái vô lăng của nó đấy ạ. Xe order 70.000. Tập ly tập lô. Không có từ nào nói chung là để diễn tả được đẹp của cái xe này. Thực ra chúng ta với quan điểm rằng đẹp thì nó cũng là đời sâu, thì đúng là chấp nhận là như vậy. Nhưng Hiền Kim chỉ muốn nói là cái chủ người ta đi người ta rất là dữ. Từ cái tem của năm 2011 vẫn còn nguyên ở trên cánh như thế này, thì các bác biết là xe đi ít hay là đi nhiều. Và người ta cẩn thận đến như thế nào đúng không ạ? Em sẽ quay qua khoang động cơ. Cốp để đồ phía sau rất là rộng. Giật cho em cái khoang máy. Với động cơ 2.0 tầm này rất là khỏe xe. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ rơi vào tầm 8 lít thôi, không quá nhiều. Nhưng độ đầm và độ chắc và độ cách âm của chiếc xe này khá là tốt khi các bác trải nghiệm. Máy em cam kết nguyên zin 100% nhá. Không bổ máy, không ngập nước, không thủy kích. Bao test toàn quốc cho các bác. Đọc lại thông tin của chiếc Kia Sportage sản xuất 2011 và đăng ký 2012, xe nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động một chủ từ đầu, chạy 70.000, sơn zin khoảng tầm 95%, và em đang chào bán tại showroom bên em với giá là 485 triệu.